cái bộ sai chia trong năm mươi này bộ gì cái này chưa móc rồi cũng chưa thay tổ. Mấy cái nhân đó, nó hơi cản lại, nó không có nhựa xe nha. Để mà mốt xong rồi mình đăng chung cái clip này cho anh em xem nó thành khác biệt ha. Trăm mét ba rồi mình có làm hết nha. Đồ bốn rồi đang làm. Bây giờ chắc rồi, chắc rồi. Bây giờ anh em cái màu sa chia mới móc xong. Nó khác biệt với cây zin anh em, nó ấm. Mà cái bài này mình móc á, mình đi từ từ á. Mình chạy ngang công an luôn, bữa tối mình thường bộ công an không biết móc bồ, khỏi sợ bị bắt. Chạy là mình quay trực tiếp cho anh em coi luôn nha. Chạy thì nó không có ồn lắm. Cho anh em xem cái clip này ha.